Hello và xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình Mình là Dương Gà và chào mừng quay trở lại với Tasty Planet Back for Second hay còn gọi là Hành Tinh Ngon Ngon Nếu các bạn nào chưa biết cái series này thì cái series này sẽ là cái series mà mình à nói chuyện nhiều hơn là chơi game Thì yeah, nếu các bạn nào vẫn thích series thì đừng quên nhấn nút like phía bên dưới Cũng như xem đồ này muốn ủng hộ mình hãy comment cái ý tưởng các bạn trong tập sau Ví dụ các bạn muốn kể chuyện gì hay là mình muốn nói về chuyện gì thì hãy nói như thế Thì cái series này một tuần mình mình muốn là hai tập lắm nhưng mà thực sự là không phải lúc nào có chuyện để kể mà mình muốn khi đã kể chuyện thì mình sẽ kể những cái câu chuyện nó hay nhất và nó có cái chất lượng cao nhất cho các bạn xem thì yeah, cũng bắt đầu yeah, bỏ qua những cái chuyện tâm sự buổi đêm thì hôm nay là gọi là thế nào nhỉ hôm nay mình kể quay lại chuyện trường lớp của mình ôi rồi ôi gọi không biết một tuần qua những gì xảy ra đâu tháng sợ vãi có à, một hôm mình thức muộn để mình làm như hôm nay này mình thức muộn để mình làm ok rất là chuyện rất là bình thường cái cái việc mình thức muộn rất là chuyện bình thường luôn đấy thì kiểu việc vừa đi học vừa vừa làm clip các thứ này làm clip mỗi ngày 4, tầm 4 tiếng đồng hồ đấy mà không lại còn đi học các thứ nữa các bạn phải mất tốn rất nhiều thời gian Nên là nhiều khi là mình đi ngủ hai ba giờ sáng chuyện bình thường đấy thì đơn giản thế thôi thì mình ngủ nghe các thứ bình thường nhá cho đến sáng hôm sau mình dậy mình đi học thì mình nhận ra là mình bị đi muộn ôi rồi ôi các bạn biết là kinh khủng nào không ôi rồi ôi mình bị đi học muộn và các bạn biết đấy đi học muộn nó là cái thứ rất là kinh hoàng ở trường mình ít nhất là ở trường mình nó như thế sợ vãi luôn mình đến trường nhá xong rồi um, nhìn thấy bác bảo vệ đứng ngoài mình bảo thôi quả này xong rồi hai bác bảo vệ mới ngăn giọng kiểu anh kia vào đây đấy cất cái xe vào đấy rồi xong rồi bác mới hỏi mình là thế bây giờ thẻ học sinh của anh đâu Kiểu nếu mà trường mình ý, để để xử phạt học sinh nhập học muộn nhá thì sẽ ghi vào cái thẻ học sinh tức là kiểu thu cái thẻ học sinh cho mình mỗi người có một cái thẻ học sinh mà không phải thu cái thẻ học sinh đấy ok thu cái thẻ học sinh đấy để... xong rồi khi nào mà mình phải lên phòng giám hiệu mình xin được bản kiểm điểm đấy thì nộp xong rồi nộp cái bản kiểm điểm cho bác thì bác trả lại thẻ học sinh cho trường mình mà kiểu học sinh đến trường mà không thẻ học sinh thì sẽ bị ghi vào sổ xong rồi nói chung là vân vân mây mây những chuyện khác nếu không thẻ học sinh nên là ai cũng cần phải có một cái thẻ đấy mà khi bị thu rồi thì phải có bản kiểm điểm là bảo là hôm nay em đã đi học muộn vì lý do này vì lo kia vì lo lọ vì lý do trai thì thế mới được à, uh, vào thì mới mới được, được trả thẻ thế là mình chả hiểu nào thấy bọn nó lôi hết thẻ ra thì mình bảo hay là mình bảo quên thẻ nhỉ thế mình bảo là nhưng mà hôm nay cháu quên thẻ à thế bác bảo thật không thật đã cháu quên thẻ mà thế bác bảo thôi rồi thế để xe đây để xe đây để từ bây giờ anh lên kia anh lấy bản kiểm điểm ok anh ghi, xin ghi cô giáo vào thì xuống bác sẽ ghi số cho Xong rồi bác sẽ trả xe cho kiểu ghi vẽ đấy rồi bác trả xe cho xong ngồi mình vào vâng, Hiểu. vâng thì vâng thế thôi Tết năm mình về mình mới hỏi đứa bạn à này tại sao lần trước mày tiết hai mày mới đến mày không biết làm sao thì bảo là thức tiết hai tao đến là tại vì là nhà tao có việc không ngồi tao xin cô thế là tiết hai đến muộn thì tao đến xong rồi tao bác bảo là ừ cứ vào đi kiểu thế chứ không phải nó đi muộn mà nó xin cô nó sẽ phải đến muộn vì nhà nó có việc ấy thế là mình mới kiểu trong đầu cũng nảy ra hmm. <laughs> mình kiểu thế xong rồi mình nghĩ mà, hay là như thế nhỉ mình xuống mình mới lấy cái xe mình đưa, chạy ra đưa bác người bác kiểu có rất nhiều người nhiều kiểu có mấy bác bảo vệ lên ấy thì cái, cái bác buổi sáng mình gửi lại không không giống với cái bác mà mình À, gọi là thế nhỉ à, gọi là kiểu cái bác, bác sáng thu xe của mình ấy, thu vé của mình ấy, không bắt mình đi học muộn ấy không giống với cái bác mà thu vé để lấy xe không rồi mình bảo à, cái bác cái bác lấy xe thì mình bảo là bác ơi hôm nay cháu đến muộn nhưng mà kiểu bố mẹ cháu đã xin rồi cháu thiết hai cho mới đến mà nên là cháu không có vé bác bảo cứ vẫn để vào luôn đi thế nào bác ấy ừ thế bác bảo ừ thế lấy xe đi không sao trong khi mấy cái đứa mà sáng nay đi học muộn cũng cùng giờ với mình kiểu bị ghi hết vào đấy xong rồi đứng đấy nhìn mình ánh mắt kiểu cay kiểu mấy bố cay ấy. không nghĩ ra như thế không làm như thế thế nên là bây giờ bị ghi hết xong rồi đứng ở đấy để đợi lấy nộp bàn kiểm điểm xong rồi đợi đến khi người cả trường lấy xe mới về mình có tội nghiệp vãi thế là mình mới nhận ra là nó là liều ăn nhiều thật còn đấy là mình bị phát hiện ra là nói dối thì chắc mình chết thế nhưng mà mình đã thoát nạn nếu mà bây giờ các bác ơi nếu mà bác nào có nhớ xem clip của cháu thì làm ơn tha cho cháu nhé cháu không có ý gì đâu <laughs> hai chuyện chuyện nó qua rồi để nó vào trong quá khứ thực ra nó vừa một tuần rồi đấy vừa một tuần rồi thì đấy đấy là mọi chuyện chỉ có vậy nhưng mà ngoài ra thì nó lại không ổn lắm đó là mình vẫn bị phạt vẫn là vì cái tội đi học muộn thì nó yeah, là như thế này hôm đấy hôm 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 đấy mình đến trường thì mình kiểu trường mình rất là kiểu rất là bự nhá tức là 7 giờ vào lớp đúng không 7 giờ vào lớp à, xong 7 giờ 15 thì vào truy bài 7 giờ là vào truy bài ok thì 7 giờ 45 nhà xe vẫn cực kỳ vắng luôn kiểu có, có lát đã một hai cái xe thôi nhưng chỉ cần 5 phút sau 7 giờ 50 kiểu như học sinh toàn trường nó số tất cả vào một lúc ấy mình không biết là sao luôn 7 giờ 45 không có ai nhá nhưng chỉ cần đến 7 giờ 50 5 phút sau thôi nhá tất cả học sinh còn trường đấy nên là kể cả 7 giờ 50 các bạn đến trường rồi nhá dù các bạn đến đúng giờ nhá ok anh à, không phải sáu giờ năm chứ sáu giờ năm các bạn đến đúng giờ rồi nhá ok nhưng mà các bạn gửi xe vẫn sẽ muộn gửi xe lúc đấy phải mất tầm 10 phút thì các bạn mới gửi được cái xe đấy thế là có hôm đấy mình đến sáu giờ năm thế mình gửi xe đấy nhưng mà vẫn vào lớp muộn ok vào lớp muộn thế là cô bắt mình trình nhật ôi rồi thế là cô bắt mình trình nhật một tuần thế là từ hôm đấy đến hôm nay ngày nào mình cũng phải rửa rẻ lau rồi lau bảng này bla bla thay nước này các kiểu khổ vãi không phải tin rồi cuộc sống của mình lại phải chịu như thế, kiểu, nhưng mà ít ra thì không bị ghi sổ không bị cái gì cô giáo chủ nhiệm bắt thì cô chỉ phạt cái đấy thôi chứ cô cũng không ghi sổ cô cũng không thế nào cả, Thế là rất là may mắn là như thế vẫn là thoát được như thế thôi thà trực nhật đến hết tuần này còn hơn chứ còn mình không muốn bị ghi sổ đâu xong rồi cuối năm hạ anh kiểm xong rồi mệt lắm khổ lắm, đấy đơn giản chỉ có vậy. wow những cái chỗ này như kiểu cái mê cung ấy nha. ok lớp mình có một cái truyền thống là truyền thống kiểu mất bóng thôi Gọi là kiểu cứ cứ bóng này, cầu đá này, nói chung là những cái gì liên quan thể thao là mất hết. Các bạn không biết lớp mình mấy quả bóng này mất hồi trước ấy, hồi uh, lớp 10, lớp mình có tiền mua quả bóng đầu tiên, các bạn biết không? Sau một tuần quả bóng nó bắt đầu phình như quả trứng ấy. Chả hiểu tại sao thế. Các bạn biết cái trường hợp mà cái quả bóng ấy nó 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 bị nó bị thế nào, chả biết nói là bị chửa hay là thế nào, mình không biết từ dùng cái mô tả như nào. Thì đơn giản ấy, um, cái quả bóng bình thường ấy nó rất nó nó không đặc biệt đúng không nó tròn đúng không nhưng quả bóng của mình kiểu để ngoài nắng hay thế nào hay đá nào ấy nó thành hình quả trứng các bạn ạ thật luôn nó hình, các bạn nhìn quả trứng gà nó hình elip đi nó kiểu nó nó cái hình như này này nó không phải tròn mà nó kiểu méo méo hình elip đi bữa cực thế là xong rồi đá nó cứ lăn kiểu bữa bữa lắm ấy thế xong rồi vứt quả đấy đi mua quả thứ hai mua quả thứ hai thì à, đá ở ngoài sân ngoài sân xong rồi đá xong rồi quên quên ngoài sân ấy người sân vận động sau một lúc ra thì nó không thấy nữa thế là mấy mấy thôi phải biết là mất rồi đấy coi như là mất rồi nhưng mà xong ngồi 3 tháng sau phải là thấy một cái bóng đen xì của một lớp khác đang đá thế mà ừ, thế là mình lớp mình mượn mới mượn đá thế là lúc đá một lúc tự nhiên thấy cái lớp đen xì nữa bong 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 ra. thế đầu tiên nó bảo nó chiều ui rồi lớp này lại mua bóng đều rồi ấy lớp sơn kia nó bị bong nó ra nhưng tự nhiên lại thấy Kiểu hồi trước cái lớp quả của bóng lớp mình ấy cả lớp ký tên rồi đấy để cho vui đấy ký tên vào tự nhiên thấy cái lớp sơn nó bong bong ra thấy có tên của một đứa lớp mình ở trên cái chỗ sau cái lớp sơn bong bong đấy quái lạ sao thế nhỉ sao có tên của đứa nào đây nhỉ ta thấy thấy lạ quá thế là bảo quái thế sao như thế thế mình bảo thế là lớp mình mới ngồi lau 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 đi thế mà hóa ra là cái lớp sơn đấy một cái lớp mà đó là lớp mình để quên quả bóng ở đấy ok lớp khác nhặt được xong rồi biết là bóng lớp mình nhưng mà không muốn trả hay là lấy cái bút mực tô hết cả lên đấy để thành một quả bóng mới màu đen thế là mình mới nhận ra thế theo thế, là, thế là cử đoàn đòi lại công vàng các thứ thế là cuối cùng vẫn đòi lại quả bóng đấy cảm thấy là lần duy nhất và tự hào nhất mặc dù là cuối cùng sau đấy quả bóng đấy vẫn mất nhưng mà... nhưng mà vẫn thoát thế là thế nhưng mà vẫn 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 lấy được cỏ ông đấy Ok thế là vẫn hợp lý rồi đâu xem cái chuyện gì à? Ồ oh, có thằng này hỏi cái áo choàng tức là sao vậy hả tiến sĩ à, có lẽ là cái con gu sám đấy nó đã à, ngăn chặn cái việc thành rôm sụp đổ một cái nào nó ăn tất cả cái thành phố đó và tất cả những cái người dân thành phố đó đã tập hợp lại và xây dựng nên một cái uh, cộng đồng mới trong lúc đó thì con này lại biến hóa đến một chỗ khác nhìn cái cây khoanh đào có phải đến nhật bản rồi bây giờ là 11 giờ thực ra là bây giờ là một giờ ba sáng nếu bạn không tin thì mình có thể cho các bạn xem cái đồng hồ ở đây đồng hồ điện thoại của mình bây giờ đang là một giờ ba sáng rồi hiểu không? hiểu không? Uh, mong các bạn nhìn thấy khi yeah, chuyện đã dài có lẽ là mình sẽ phải kết thúc ở đây nếu các bạn muốn mình kể chuyện gì tiếp theo về cuộc sống của mình hay là về À, trường lớp các thứ khác công thống của mình thì hãy để lại comment phía dưới mình sẽ xem xét xem mình kể gì chuyện gì sau ok đối với thích cái series này cũng như là muốn mình làm tiếp tục cái series này thì đừng quên nhấn nút like phía bên dưới xem video này cho mình nếu muốn ủng hộ mình à, tạm biệt các bạn hẹn gặp lại mình giữ gặp